Luật đất 2024 người dân sẽ được nhận hỗ trợ gì khi mà đất của chúng ta bị thu hồi xin chào anh chị nhà đầu tư, tôi là Long. thì rất nhiều những anh chị thời điểm này quan tâm một vài những cái chủ đề liên quan đến Luật đai Sửa Đổi ấy. thì mọi người gần như là nhắc đến rất nhiều thời điểm hiện gần đây đó chính là khi mà đất của chúng ta, ấy, đất của người dân mà đang bị vấn đề gọi là thu hồi làm các công trình ví dụ như công trình cao tốc này, làm các công trình trọng điểm của nhà nước thì chúng ta sẽ nhận được cái sự hỗ trợ, nhận được cái sự đền bù gì khi đất của chúng ta làm những cái dự án ấy thì gần như Luật Đất Sửa Đổi thì có nêu ra những cái nghị định, những cái quyết định mà Long thấy là rất là ủng hộ và rất là bảo vệ cho người dân. nên mọi người hãy cùng cùng nhau xem hết cái chủ đề video của Long để làm sao mà chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của việc gọi là đất chúng ta bị thu hồi rồi và cái giải pháp tiếp theo của chúng ta và cái hướng đi tiếp theo đó chính là gì khi mà luật thông qua những nghị định mà gần như là Long thấy là Long đọc và Long đúc kết lại Long thấy là rất là bảo vệ cho cái người dân bảo vệ cho quyền lợi của người dân không như là thời điểm trước nữa bởi vì là có rất nhiều như anh chị thời điểm vừa rồi có chia sẻ với Long là có một vài các cái công trình người ta đến người ta lấy thu hồi đất của mình ấy thì gần như cái dự án ở đó gần như người ta treo rất là lâu gần như là người ta về cái tiến độ đền bù này và gần như là tiền đền bù của anh chị thực sự là rất là thấp và đôi khi rằng là đền bù xong ấy thì gần như là người ta vẫn rất là treo cái dự án này đó nó chưa gọi là nhích thêm được các cái bước tiếp theo ấy thì gần như là anh chị nhận cái tiền tiến độ nó cũng rất là chậm và gần như chúng ta không biết là sắp tới thì khi mà luật thông qua có những cái điều khoản gì nó bảo vệ được cho những cái vấn đề đó hay không mọi người hãy cùng nhau xem hết cái chủ đề video của Long này làm sao mà Long chia sẻ cho mọi người tổng quan cũng như là về những nghị định quan trọng để giúp chúng ta cùng nhau đưa ra góc nhìn nếu như anh chị có điều gì góp ý mọi người hãy bình luận trực tiếp dưới phần mô tả của video để làm sao mà Long được tiếp nhận cái ý kiến của nhà đầu tư Thứ nhất đó chính là về luật ra sửa đổi thì nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm 2025 thì có nhiều những cái chính sách rất là quan trọng có lợi cho người dân. Ví dụ như là theo cái mục 4 của chương 7 ấy, bồi thường. Ví dụ như khi mà chúng ta gặp một vài vấn đề bị thu hồi ấy, thì chắc chắn rồi không như thể ngày trước đâu. Ví dụ chúng ta chỉ cần nhận tiền đền bù thì nó rất là thấp. Đôi khi xảy ra cái sự gọi là như người dân người ta không kéo đi bởi vì người ta không thấy thỏa đáng. Thì hiện tại khi luật mới thông qua ấy, thì nó sẽ có những cái chính sách ví dụ như là bồi thường này, hỗ trợ tái định cư của nhà nước thu hồi đất này. còn nêu rõ là tái định cư đối với các cái trường hợp ví dụ như là à ở khoản 8 điều 111 theo đó thì cái trường hợp mà người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển đi các cái khu vực khác ấy, thì thì gần như là chúng ta phải đền bù bằng với cả cái giá trị thực của cái thị trường theo cái khung gọi là cái khung của bảng giá đất và thường xong ấy thì chúng ta cũng hoặc là chúng ta được nhận một cái suất gọi là tái định cư ở tại một khu vực khác một khu vực mà thậm chí là có điều kiện hơn ở tại cái khu vực chúng ta đang ở và có một điều quan trọng là có nhiều anh chị hỏi rằng là thế nếu thời điểm này ấy, khi mà nhận tiền đền bù rồi nhưng mà chúng chúng ta không đủ cái tiền đó để chúng ta đi ra một khu vực khác chúng ta mua một cái bất động sản ấy thì gần như như là đây là một trong những cái mà luật thì cũng có ghi rõ ràng ví dụ như là nếu như mà tiền bồi thường về đất ở không đủ so với cả giá trị của một cái suất tái định cư ấy thì nhà nước sẽ hỗ trợ đủ tiền để giao cho chúng ta một cái suất tái định cư tối thiểu thế nên đây là một trong những cái mà lợi của chúng ta rất là tốt ví dụ như là nếu như để tiền bù không đủ tiền mua một cái suất tái định cư thì nhà nước sẽ bỏ ra để hỗ trợ cho chúng ta làm sao mà ổn định lại mọi thứ về công việc này về khu vực này ở làm sao mà làm sao mà chúng ta về lại với cuộc sống ban đầu nó, nó nhanh hơn và nó thuận tiện hơn. Như bên cạnh đó thì có một vài những cái hộ gia đình ví dụ như chúng ta chung một cái sổ đi. Ví dụ như là anh em, anh em hay là hàng xóm hay là à, các anh chị em đều ở chung một cái, cái căn nhà, ở chung một cái hộ khẩu đó, ở chung một ở chung một cái hộ khẩu này, ở chung một cái sổ đỏ tổng ấy thì gần như là đây thì cũng có ghi ví dụ như là hộ gia đình nhiều thế hệ bị thu hồi đất thì sẽ được hỗ trợ thêm đất nhé, được hỗ trợ thêm đất. Và cụ thể tại cái điều 111 khoản 4 ấy, quy định trường hợp uh, uh, trong cái hộ gia đình có nhiều thế hệ, có nhiều cặp vợ chồng gọi là sống chung với nhau, ví dụ như anh chị em uh, lớn rồi chúng ta thành lập gia đình, chúng ta về chung một mái ấm ấy thì vẫn có ghi rõ ràng ở đây. Ví dụ như là quy định của pháp luật về nơi cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất trên một thửa đất ấy, mà bị thu hồi đi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng gia đình ví dụ như một gia đình có nhiều anh chị em thì bây giờ nếu trong trường hợp mà thu hồi đất chúng ta rồi chúng ta muốn chia cho nhiều người ở ra thì nhà nước cũng có ghi ví dụ như là gia đình có nhiều anh chị em thì ví dụ như là một thửa đất bị thu hồi thì diện tích được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì được xem xét hỗ trợ giao đất ở có tiền sử dụng đất hoa bán này hoặc là cho thuê hoặc là cho thuê mua nhà ở cho các cái hộ gia đình còn thiếu ví dụ như là chúng ta bị uh, thiếu cái diện tích ở này người ta sẽ làm sao mà tạo cái điều kiện để giúp cho chúng ta thứ nhất là đủ tất cả mọi người có những cái suất tái định cư này không thì mọi người sẽ có được quyền hoặc là cho thuê các khu vực khác để ở tạm và sinh hoạt Tiếp theo là chính là về cũng như ở tại điều 111 ở khoản 6 nêu rõ các hộ gia đình và cá nhân mà bị thu hồi đất nông nghiệp ấy, hay đất phi nông nghiệp ấy, không phải là đất ở ấy, thì đủ điều kiện bồi thường thì theo cái quy định tại điều 95 của luật À, những cái nhu cầu bồi thường mà đất ở hoặc là nhà ở ấy, thì cái địa phương có điều kiện quy đất ở nhà nước bồi thường giao bằng đất ở tại khu vực tái định cư nếu như chúng ta gọi là à, đủ đủ điều kiện nhé đủ điều kiện thu hồi đất nông nghiệp ví dụ như một cái diện tích đất lớn của chúng ta chúng ta chuyển đổi chúng ta được tích góp ví dụ như là sẽ quy định là bao nhiêu diện tích nếu như dự án lấy diện tích đất nông nghiệp của chúng ta nhiều quá các cái đất lúa này các cái đất gọi là À, đất rừng này, nhiều quá đôi khi là đủ điều kiện thì người ta vẫn cấp cho tao những cái suất tái định cư rất là bình thường. Đây là những cái điều mà từ ngày 1 tháng 1 của năm 2025 ấy thì gia đình và cá nhân thu đất nông nghiệp thì có thể là bồi thường bằng đất ở hoặc là đất tái định cư nhá. Đa số sẽ thiên hướng về gọi là cái bảng giá đất sắp tới sẽ ra sao và cái gọi là suất tái định cư sắp tới sẽ ra sao. Ngoài ra thì có nhiều anh chị sẽ nói rằng là khi mà giải tỏa mặt bằng hay là giải tỏa các khu vực nó đi như vậy ấy thì gặp một vài những cái là chúng công việc các thứ nó thay đổi này thứ đều sinh hoạt thay đổi ấy, thì gần như là chúng ta sẽ rất là hoang mang thì khi mà luật đai sửa đổi thông qua ấy, thì có một cái điều khoản là nếu như trong trường hợp mà chúng ta không có công an việc làm này di rời di đi các khu vực tái định cư khác này gặp vấn đề khó khăn trong công việc tìm kiếm việc làm ấy, thì chính nhà nước sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ chúng ta gọi là có được công an việc làm để làm sao ổn định lại chúng ta sinh hoạt mọi thứ nó bình thường À, thế nên là long thấy rằng đây là một trong những cái mà góc nhìn của long thì long thấy rằng đây là một trong những cái mà nó rất là giúp ích cho người dân và rất là rõ ràng minh bạch thì nó sẽ không xảy ra những cái tình trạng ví dụ như là người dân người ta cố chấp người ta không di rời đi các dự án không không di rời khu vực của mình đi các khu vực khác nữa và mọi thứ bây giờ long thấy là nó sẽ rõ ràng rất là rất là rõ ràng rất là minh bạch hơn ví dụ như là trong cái quá trình thành lập phương án ấy ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu và giải trình với cả người dân về gọi là à, liên quan đến đến gọi là đất của chúng ta bị thu hồi như nào và người ta sẽ có những cái văn bản giải trình này chúng ta sẽ có những cái cuộc họp ngồi với nhau để chúng ta bàn luận thế long thấy là đây là một trong những cái điều mà rất là tốt cho người dân về cái vấn đề gọi là, nếu như mà chúng ta gọi là người dân chúng ta bị vấn đề là nhận được hỗ trợ gì khi mà đất chúng ta bị thu hồi ấy, thì long thấy mọi thứ nó rất là rõ ràng rất là minh bạch. Không. Đây là những cái chủ đề video mà Long muốn chia sẻ cho mọi người trong cái chủ đề video ngày hôm nay về người dân được nhận hỗ trợ gì. Nếu như mọi người gặp vấn đề gì về uh, luật like sửa đổi này hay gặp vấn đề gì về thông tin mọi người có thể là inbox trực tiếp cho Long hoặc là bình luận trực tiếp dưới phần mô tả video để làm sao mà Long được tiếp nhận cái ý kiến của nhà đầu tư. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã xem hết cái chủ đề video của Long. Mọi người hãy nhớ là like và đăng ký kênh để giúp kênh của Long ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa để khi Long ra những chủ đề video về luật đai pháp lý thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận những thông tin mới nhất từ Long. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư.